Xin chào các bạn, trứng vịt lộn rang me là một cái món ăn nó gần tương tự như món cút lộn rang me. Nhưng mà trứng cút thì nó nhỏ. Và mình hôm nay mình hướng dẫn các bạn ăn trứng vịt lộn, ăn cho nó to và cho nó đã luôn. Thì xin mời các bạn cùng vào bếp với mình để làm món trứng vịt lộn rang me. Thì đầu tiên là chọn nguyên liệu thì mình mua ở đây là 10 quả trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn này thì mình lên mua những cái mà người ta vừa mới bỏ ở trong lồng ấp ra thì con của mình nó vừa tới, nó không bị già quá. Ngoài ra thì mình cần đây là me khô là 30g me khô, 15g tỏi và một quả ớt sừng. Mình sẽ đi làm me trước các bạn nhé. Mình sẽ bỏ một cái bát này, bát ra và mình sẽ bỏ cái phần me vào trong bát và mình sẽ đun sôi với cái lượng nước khoảng là 200ml nước sôi. Mình cho vào và dầm dầm lấy đũa này. Mình sẽ dầm dầm ra để cho nó nở ra hết. Thì khi mình sẽ lọc lại cái thịt nó được dễ dàng hơn. Mình sẽ để tạm ra ngoài và mình sẽ bắt đầu đi băm tỏi. Về phần tỏi này thì mình sẽ đập dập dưới băm nhỏ. Cái món trứng vịt lộn rang me này mình dùng để uống rượu hay ăn chơi thôi. Nó rất là ngon, đặc biệt là dùng cho buổi sáng, thật hấp dẫn. Về phần ớt này thì mình sẽ thái là một nửa cái quả ớt này, mình sẽ thái nó khoảng tầm 5 lát thái mỏng. Phần còn lại thì mình sẽ bỏ hột ra và mình sẽ băm nhỏ. Ớt này thì các bạn có thể dùng ớt chỉ thiên cho nó cay, nếu mà mình ăn được cay, mình không ăn được cay thì mình có thể sử dụng ớt sừng để cái độ cay nó giảm thiểu đi và nó cũng sẽ tạo một cái màu. Và bây giờ thì mình sẽ đi luộc trứng các bạn. Với trứng vịt lộn này thì mình sẽ xếp ra một cái xoong. Sau đó thì mình sẽ đổ nước và bắc lên trên bếp đun thôi. Rất khá là đơn giản. Khi mà mình bắc lên trên bếp đun như vậy thì khi nào mà nước nó sôi, sôi tầm khoảng 10 đến 12 phút thì là trứng vịt lộn nó sẽ chín. Thì mình sẽ vớt ra vào được thôi. Và mình sẽ bắt đầu để đây và sẽ đi lọc me. Về phần me này thì mình sẽ lấy một cái dây, rồi sau đó thì mình sẽ đổ vào cái dây này để lọc sạch cái phần thịt và phần bã rồi bỏ đi. Mình sẽ lọc thật kỹ để lấy cái nước thịt của me để lấy đủ cái độ chua các bạn nhé. Cái nước me này cho một chút xíu đường và cay cay thơm của tỏi thì thật là hết ý. Đấy, như vậy mình đã lọc xong me rồi thì mình bắt đầu mình sẽ đi làm nước sốt me. Mình sẽ bắc một cái chảo lên và đổ một cái lượng dầu khoảng từ 30 đến 50ml. Rồi sau đó thì mình sẽ bỏ tỏi và một chút xíu ớt vào để phi lên cho nó thơm. Sau khi mà tỏi của mình nó đã thơm, vàng thơm, mình sẽ bỏ phần nước cốt me này. Nó rơi vào khoảng là 200ml nước cốt me. Đấy, và mình sẽ quấy đi và mình sẽ nêm gia vị là muối tinh 5g. Nước mắm là 30ml. Tương đương với 3 cái thìa này các bạn. Thì đường trắng là 100g để tạo ra cái độ chua chua, ngọt ngọt và thơm thơm và hơi cay cay, thơm mùi tỏi. Cái món này mình sẽ làm tăng nước sốt lên các bạn nhé, để mà khi mình ăn mình quyện ra mấy cái nước sốt. Đấy, và cái phần trứng vịt lộn này của mình đã được rồi thì mình sẽ đập ra. Nóng quá các bạn, bỏng hết cả tay này này. Ui trời, nóng quá, run hết tay rồi các bạn, nóng thật. Và khi mình đập ra như này thì nó sẽ bị có cái phần vỏ, mình sẽ đập riêng ra một cái bát và chất nước và hất bỏ cái vỏ đi. Đấy, và mình sẽ đập cho đến hết luôn. Bỏng hết tay mình rồi các bạn, nóng quá. Đấy, sau khi thì mình đã đập được ra bát rồi, cái phần nước này thì mình sẽ đổ luôn vào cái nước me để lấy giữ luôn cái độ ngọt. Nước me của mình đã được rồi này các bạn. Đấy, thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ bỏ cái phần trứng vịt lộn vào. Mình sẽ chất cả nước.
và cho cả trứng vào luôn để mình sẽ đun. Các bạn nhé, mình sẽ đun cho khoảng thời gian là 5 phút để cho cái nước me của mình nó thấm đều vào trong sâu cái trứng vịt lộn của mình. Ngon quá các bạn, cái mùi hương của nó bốc lên rất là thơm. Trứng vịt lộn này thì có thể dùng ăn vào buổi sáng để tiếp đãi bạn bè. Khi của mình đã được rồi thì mình sẽ cần một chút bột năng để mình sẽ đổ vào trong này để tạo thêm cái độ sền sệt. Đấy, và mình sẽ quấy ra nước, mình cho một cái lượng nước vừa phải và mình sẽ đổ thật từ từ các bạn nhé. Mình sẽ cho một chút xíu. Đấy, để nó tạo thêm một cái độ đặc vừa. Vừa phải thì thôi, chứ mình không cho đặc quá mà cũng không loãng quá. Các bạn khi mình mà mình đổ bột vào đấy, nó sền sệt rất là ngon. Đấy các bạn nhìn nhé, nó sệt sệt chưa, khi mà mình ăn ấy, mình quyện vào cái phần nước sốt me và quả trứng này, chấm vào ăn hết ý luôn các bạn nhé. Trứng vịt lộn này của mình thì ăn kèm với rau răm. Mình sẽ vớt ra đĩa đây các bạn. Một buổi sáng mà mình gia đình nhà mình mà nghỉ ở nhà thứ bảy chủ nhật thì mình làm một đĩa trứng vịt lộn rang me này cho gia đình ăn sáng thì còn gì bằng. Ngon quá các bạn ơi, thật là tuyệt vời, rất là ngon. Đấy, khi mà mình ăn này, tách cái phần quả ra và mình sẽ quyện vào cái nước sốt me này ăn kèm luôn, hết ý khỏi chê luôn các bạn. Và mình sẽ rắc thêm một chút xíu lạc nữa thôi là sẽ hoàn thành. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu và chia sẻ xong với các bạn cách làm món trứng vịt lộn rang me. Bạn nào thấy video này của mình hay và bổ ích thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn nhé.